màu đỏ, chứng tỏ chưa có người yêu. Không cái gì là không thể, chỉ cần ta quyết tâm. Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ là Hen đã về tới Việt Nam rồi và sáng nay đã dậy từ rất sớm để đi chạy bộ. Chạy bộ xong ăn sáng rồi tất tần tật chuẩn bị và tới bây giờ là đi make up. Và ngày hôm nay Hen sẽ có một cái hành trình rất là dài luôn. Mọi người theo chân Hen nha. Do tập đoàn PNG Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn Co-op triển khai thực hiện, thưa quý vị. Mọi người
người, thời tiết đang rất là oi luôn á. Ra sân bay lần đầu tiên chặt vậy luôn á. Cái bình thường mình mặc đồ tào lao bí và đao. Giờ mặc đồ kiểu như là mặc đồ cũng bình thường nhưng mà làm cái này ao chặt chưa. Khoác thêm áo khoác này sợ lạnh. Nhưng mà hen quên mang sách của hen rồi cả nhà ơi, đang đọc dở luôn á. Bye bye. Đi đây. Bây giờ là tới giờ boarding rồi. Hello mọi người, và đây là layout cho event tối nay của Hèn nè. Giao lưu ở khu vực này của event ngày hôm nay vô cùng dễ thương luôn. Hen gặp nhiều bạn trẻ, nhiều cơ quan ngoại giao. Và bây giờ là Hen phải vào trong để tham dự event ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Và sau cái event này thì Hen sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh để ngày mai gặp nhau ở Cần Thơ.